Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng mưu cầu là sẽ tìm được sự hạnh phúc. Với một số người thì họ rất may mắn vì họ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và họ được vun đắp ngay từ khi họ còn rất là nhỏ. Nhưng đối với một số người khác thì họ mất rất nhiều thời gian tìm kiếm để có thể tìm được cái sự hạnh phúc đó cho riêng mình. Và để đạt được đến cái việc là chúng ta hạnh phúc như thế nào thì trước đó đương nhiên là chúng ta cũng phải trải qua những đớn đau này, những vấp ngã này và những chông gai của cuộc sống để có thể hưởng được cái hạnh phúc đó một cách trọn vẹn nhất. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay ngồi ở đây với Long để cùng nói về chủ đề là chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc như thế nào. Đó chính là một người bạn cũ của Long, đó chính là Hoa hậu Khánh Vân. Xin chào Long Chun, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình 11:11. Và ngày hôm nay thì Vân đang có mặt ở đây cùng với người bạn cũ của mình. Vân hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái buổi trò chuyện thật là thú vị giữa hai đứa mình, đúng không Long? Đúng rồi, bởi vì là đã có một cái khoảng thời gian quá dài rồi. Tất cả những cái sự ủng hộ của Long dành cho Vân nó chỉ nằm ở trên khía cạnh là ở trên mạng xã hội thôi, bởi vì lịch trình của một cô hậu thì sẽ không đơn giản như mà mọi người nghĩ. Và ngày hôm nay thực sự là Vân nhận lời Long ngồi ở đây với 11 giờ với 11 phút với Long Chun thì đấy là một cái niềm rất là vinh hạnh đối với Long. Đối với Vân, Long là một người bạn cũ mà mình thật sự mình rất là mến. Và khi mà Vân nhận được cái lời mời của Long á, thì chưa bao giờ Vân nghĩ là Vân sẽ từ chối cả. Và Vân phải làm sao đó Vân sắp xếp công việc và lịch của Vân để mà Vân có thể ngồi đây với Chun. Bởi vì bạn là một cái người bạn mà mình thật sự rất là ngưỡng mộ và rất là quý. Cảm ơn Vân rất là nhiều. Đồng hồ đã điểm. Và bây giờ là Vân nghĩ là do một phần là lúc mà mình lớn lên, bởi vì mình cũng rất là nhiều khó khăn. Hồi đó Vân nhớ lúc mà ba Vân đi làm đâu có tiền đâu. Ba Vân là xưa là họa sĩ, đi vẽ, hôm nay đây ngày mai đó vẽ. Rồi giống như là ba Vân là một cái người giống như là vẽ giả đá nữa. Giống như Long thấy ở trên là vẽ ba Vân là giống như là từ sơn thôi, nhưng mà ba Vân sẽ vẽ thành Vân gỗ, Vân đá, giống như là một cái cục đá luôn. Thì đi thời điểm đó ba Vân đi làm xa nhiều, đi làm rất là khó khăn. Nhưng mà Vân nghĩ là Vân xúc động, bởi vì Vân nghĩ là đến ngày hôm nay những cái điều mà Vân có được, Vân đạt được là nhờ ba của Vân. Tại vì ba mình cũng ủng hộ cho mình rất là nhiều. Tự nhiên mỗi lần nhắc đến không gia đình sao, Long cũng dễ hiểu thôi mà. Rồi khi mà ba Vân đi làm xa vậy đó, thì mỗi lần mà có một ít tiền là ba Vân sẽ để dành tiền đó rồi mua cho Vân những cái món đồ làm đẹp. Mà thời điểm đó mẹ làm gì cho, nhưng mà ba Vân nói đây không phải làm đẹp là mình sẽ hư, nhưng mà mình biết làm đẹp cho bản thân mình. Ba Vân ủng hộ cho Vân mang giày cao gót. Rồi có thời điểm là ba Vân lấy đồ make up của mẹ Vân ra make up cho Vân, là chụp hình lại cho Vân. Đến bây giờ Vân vẫn còn có những tấm hình mà ba Vân make up để chụp hình cho Vân. Và Vân nghĩ là Vân rất là may mắn, bởi vì những cái ước mơ của Vân được ba của Vân chấp cánh và được mẹ Vân ủng hộ, thì mới có được Vân như ngày hôm nay. Mặc dù mình đã có rất là nhiều những cái khó khăn của cuộc sống khi mà mình trải qua, về việc cuộc sống mình khó khăn, về việc đi học cũng khó khăn, cái gì cũng khó khăn hết. Nhưng mà đến ngày hôm nay mình may mắn bởi vì mình có gia đình, là một điểm tựa rất là vững chắc. Thế trong cái quá trình mà Vân được nuôi dưỡng từ sự hạnh phúc đó, thì Vân cảm nhận là cái sự bất hạnh nó đến với Vân trong cái khoảng thời gian nào, và cái điều gì có thể khiến được cho Vân bất hạnh? Vân nghĩ là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy bất hạnh là khi mà cái khoảng thời gian mà gia đình mình khó khăn đó. Rồi nhà ba mẹ mình cũng khó khăn vì những cái việc riêng của gia đình. Mình thì mình có rất là nhiều những cái điều nhưng mà mình không tiện để mà mình có thể chia sẻ nó chi tiết như thế nào. Nhưng mà đối với Vân ở thời điểm đó mình cảm thấy mình rất là buồn. Nhưng mà Vân nghĩ lại á, cái mà mình đang có được trong ngày hôm nay, hay là cái mình có được trong cái thời điểm đó, là mình vẫn có ba có mẹ, thì đối với Vân đó là điều quan trọng hơn hết. Và nó sẽ giúp mình vượt qua. Và ngoài cái việc đó, thêm một cái phần mình may mắn là mình được nuôi dưỡng bởi cái điều đó, thì ngoài ra thì mình còn may mắn là bởi vì từ rất là nhỏ rồi, ba Vân là một cái người gọi là
lúc nào cũng đi làm việc ở chùa, gọi là việc công quả ở chùa. Thì cái khi mà Vân lớn lên á, Vân cũng quen ở chùa. Vân ở chùa từ lúc mà bé luôn, đến đến mức độ là có nhiều cái thời điểm á mà ba Vân phải trang trí cho những cái đợt mà giống như là Phật đản hay là này kia, thì nhiều khi là công việc ở chùa nhiều á, rồi cái ba Vân không đón Vân ở lúc mà đi học tiểu học được á, là mấy thầy đi đón Vân luôn. Mà mấy thầy đón Vân đi học tới mức độ là có những cái kỷ niệm là học, là thời đó là mình học bán trú và có những cô bảo mẫu thì cô phải canh đến khi nào phụ huynh tới đón thôi. Thì mỗi lần mà cô mà không cần biết, chỉ thấy thầy mà đứng trước cổng chùa là gọi Khánh Vân, phụ huynh đón, thì là cô là biết là quý thầy đón Vân. Thì Vân nghĩ là cái môi trường mình lớn lên, mình cũng rất là may mắn khi mà mình có được một cái điểm tựa về tinh thần, về tâm linh. Mình cảm thấy là mình biết như thế nào là nhân quả, như thế nào là cuộc sống. Thì Vân nghĩ là đó là những cái nó nuôi dưỡng tâm hồn mình. Và hơn bao giờ hết đó Long, trong cái khoảng thời gian mà mình khó khăn nhất á, mình tuyệt vọng nhất á, thì Vân tin là kiểu gì mình cũng sẽ có một cái điểm để mình thoát. Con đường nào nó cũng, dù nó có là hẻm cục đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ có một cái lối thoát. Mình tự phải biết cách mình giải thoát cho mình. Và đôi khi có những cái khoảnh khắc mình rơi vào một cái trạng thái là mình tuyệt vọng, mình đến tột cùng, nhưng mà Vân nghĩ là mình hãy nhìn lại bản thân mình, mình hãy nhìn lại những điều mà mình đang có. Nó còn hơn rất nhiều những người đang mong muốn ngoài kia. Mình rất may mắn, mình đã rất hạnh phúc rồi. Và đôi khi hạnh phúc mọi người tìm đâu đó nó xa xôi lắm. Mọi người cứ luôn nghĩ là hạnh phúc là một cái gì nó lớn lao. Nhưng mà hạnh phúc nó là một cái cảm xúc, và hạnh phúc là ngay bây giờ, ngay ở đây. Và hạnh phúc là do mình đang suy nghĩ mình hạnh phúc. Đúng. Chứ không phải là, đúng không? Có nghĩa là đôi khi mình vui hay mình buồn cũng là một phần do mình nữa. Hay là mình cảm thấy mình hạnh phúc là do mình suy nghĩ mình đang hạnh phúc. Thì mình sẽ có được cái hạnh phúc đó. Nhưng đôi khi những cái sự tiêu cực nó ập đến với bản thân mình, thì có phải lúc nào Vân cũng có thể nghĩ ra cái hướng là mình phải tích cực được đâu. Vân cũng là con người mà. Vân cũng là con người, bây giờ ngồi đây nói thì hay lắm. Lúc nào cũng vui, cũng hạnh phúc, cũng này kia. Nhưng mà có những chuyện mình không phải là người quyết định. Thì khi mà những cái áp lực và nó đến với mình ấy, thì Vân phải đối mặt như thế nào để lại tiếp tục quay lại cái hành trình đi tìm hạnh phúc của mình? Long biết không, ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ và mình suy nghĩ là mình luôn luôn muốn những người xung quanh mình phải hiểu về mình, phải nói đúng về mình, phải hiểu tất cả mọi chuyện mình có hay mình đang làm, hay hiểu là con người mình đàng hoàng hay này kia, mình không có làm việc xấu này kia. Mình lúc nào mình cũng mong muốn là tất cả mọi người có một cái gì đó, một cái suy nghĩ đúng về mình. Nhưng mà khi mà càng lớn lên, Long biết có những cái câu chuyện mình không biết nó xuất phát từ đâu. Và đôi khi kể cả những người bên cạnh mình, họ cũng hoài nghi về mình. Và mình không có cách nào để mà mình có thể thay đổi được điều đó. Và cứ mỗi ngày trôi qua, những cái điều tiêu cực đến với mình, mình cảm thấy mình rất là đau khổ khi mà mọi người đang nghĩ sai cho mình, mọi người đang nhìn không đúng về bản thân mình. Mình cảm thấy mình bế tắc. Là tại vì sao? Mình cảm thấy mình đúng là mình đau đớn, mình gục ngã thật đó. Là bởi vì mình tổn thương chứ. Mình cố gắng rất là nhiều, mình là sống, mình cống hiến và mình luôn làm những điều tốt. Nhưng mà tại sao mọi người luôn đánh giá mình một cái con người rất là xấu như vậy? Và đôi khi có những cái chuyện người ta nói mình xấu tới mức độ là ủa? Không phải mình không? Luôn đó. Mình không biết mình vậy luôn, mà mình không biết có những cái câu chuyện mà nó xảy ra chứ đúng như mọi người nói luôn. Nghĩa là mình là người trong cuộc mà mình còn không biết câu chuyện đó nữa. Mình học cách vậy biết không Long? Gì? Chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải là chấp nhận cái đó đúng về mình. Nhưng mà mình chấp nhận ở đây là mình chấp nhận rằng á, đó là cuộc sống mà. Nó là vô thường và mình nghĩ là ok, mình cứ để đó. Mình tin á là có thể là 10 người bạn của mình, nếu như mà nghe cái câu chuyện không đúng về mình, nếu như mà đúng thật sự, ít nhiều gì sẽ vẫn có 2-3 người bạn thật sự để cho người đó vẫn tin tưởng mình và bảo vệ mình. Tại vì Long biết sao, mình không thể thay đổi được. Mình phải học cách chấp nhận, bởi vì mình không thể thay đổi được việc đó. Thật ra mình càng chống lại nó thì cái sự áp lực của mình nó càng tăng lên đúng không? Chính xác. Và cái cách mình thay đổi nó là như thế nào? Là mình phải cố gắng hơn mỗi ngày. Mình hãy cố gắng làm những cái việc mà tốt nhất có thể. Hãy cứ tiếp tục nuôi dưỡng một cái trái tim thật sự thiện lành đó. Thì tự nhiên đến một ngày nào đó, mọi chuyện khi mà vỡ lẽ ra, mọi người sẽ hiểu về mình. Tại vì Vân cảm thấy càng về sau này trong nghề, đôi khi mình giải thích đó. Đôi khi giống như là Long, Vân nghĩ là Long hiểu cái việc là mình nói không được mà không nói cũng không xong. Đúng, đúng. Nghĩa là mình không thể làm sao để có thể
mọi người hiểu mình được hết. Thật ra ấy, mọi cái câu nói nó chỉ đúng tại cái thời điểm mình nói thôi. Có thể ngay sang ngày hôm sau quan điểm của mình nó đã thay đổi. Và tất cả mọi chuyện nó đã thay đổi, cho nên là Long rất hiểu cái chuyện đó. Thế thì nói chung là bản thân Long cũng trải qua những cái kiểu tiêu cực và cũng bị tấn công nhiều, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà bản thân Long thì suy sụp lắm. Suy sụp chứ, gục ngã lắm. Và thực sự là có những đêm thì bản thân mình không ngủ được vì những cái lời mà rõ ràng những cái câu chuyện mà mình không biết ở đâu ra, và không biết là ai biên tập ra cái câu chuyện đó để mà nói về mình. Thế tuy nhiên thì rõ ràng là Vân thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn Long trong vấn đề này, bởi vì Vân trải qua nhiều, Vân sẽ tập làm quen được. Thế thì có một cái câu nói đó là như thế này này: tích cực hoài thì có mệt không? Vân nghĩ sao về câu nói đó? Vân nghĩ không đâu, Vân nghĩ tiêu cực nó mới mệt. Vân không biết sao nhưng Vân nghĩ là tiêu cực nó mới mệt, chứ tích cực thì Vân nghĩ không mệt. Tất cả mọi thứ xung quanh mình đó, hạnh phúc, vui, buồn, đau khổ, tất cả mọi thứ nó là cảm xúc. Tại sao thường á, mà quý thầy hay là bất kể mà những cái vị thầy mà lớn á, mà thầy hay nói là cái cuối cùng của mình á, là khi mà mình nhìn nhận một vấn đề, mình hãy bình tĩnh và mình hãy cảm nhận nó một cách rất là bình thường. Vân đã đọc rất là nhiều những cái câu chuyện hay là những cái quyển sách nói về cái cuộc sống này, giống như là khi mà người ai đó, một cái vị thầy đó, có một cái câu chuyện là một cái vị thầy đó bị hiểu sai. Và vị thầy đó đang là một cái vị thầy rất là nổi tiếng, đi giảng đạo khắp nơi và được rất là nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mà đến một ngày có một cái cô gái đó, cổ là giống như là cổ mang thai với lại một cái người đàn ông nào đó ngoài, và cổ đổ cái lỗi đó cho vị thầy đó. Thì vị thầy đó khi mà mang đến chùa và nói là cái đứa con này của vị thầy đó, thì thầy vẫn chấp nhận. Thầy vẫn trả lời là thế à. Và thầy nuôi dưỡng đứa bé đó. Và trong cái khoảng thời gian đó, Long có biết là tất cả mọi người đều quay lưng với vị thầy đó. Và khi đó là mọi người chửi bới và dùng những cái lời nói rất là cay nghiệt dành cho vị thầy đó. Thầy vẫn cố gắng đi nuôi dạy đứa bé đó với một mình, cho đến khi mà tự cái cô gái đó trải qua một cái khoảng thời gian á, cô cảm thấy cô ân hận. Cô không chịu đựng được. Và chính cô là cái người quay lại và xin lại đứa bé đó. Và coi như là thầy vẫn nói thế à. Có nghĩa là một cái vị thầy khi mà họ đến một cái đỉnh điểm nào đó, và kể cả mình nữa, không phải là thầy đâu, những cái người đôi khi mình trải qua đến một cái lúc nào đó, mình hãy nhìn nhận những cái vấn đề và kể cả cái mọi thứ xung quanh mình đó, hãy nhìn nhận một cái vấn đề là thế à, để cho nó trôi qua. Cái đó Vân nghĩ là nó mình sẽ làm được nếu như mà mình có một cái sự nuôi dưỡng trong tâm hồn của mình. Vân nghĩ nó rất là quan trọng. Tại vì Long biết tại sao mình đã từng rất đau khổ, mình đã từng rất là mình như Long thôi. Vân không phải là Vân nói những cái lời hay đẹp, mà đúng là nhà mình cũng đau khổ muốn chết, mình khóc ròng. Nhiều lúc mà mình cảm thấy là mình bế tắc, thật sự bế tắc. Nhưng mà mình phải cố gắng luôn, mình phải cố gắng. Tại vì những cái năng lượng mà tiêu cực á, khi mà nó vào cái cơ thể mình, thật ra nó cũng chẳng tốt cho mình. Nó làm mình xấu đi, nó làm cho mình cảm thấy là ủa tự nhiên mình đang đáng lẽ là một cái người rất là vui, và cái niềm vui của mình có thể lan tỏa và mình có thể giúp được rất là nhiều người. Tại sao mà vì những cái điều đó không đúng mà nó lại làm cho mình càng bị tụt đi, thì liệu có đáng không? Vân muốn hỏi Lâm là liệu Long nghĩ điều đó nó có đáng không? Nó không đáng một tí nào. Không với những điều mà mình cố gắng, với những điều mà mình đã xây dựng và mình đã làm nên, thì những điều đó thực sự không đáng. Và đôi khi Vân còn thật lòng mà nói nha, ngày xưa Long biết không, Vân đạt được tới một cái trình độ là Vân đến lúc Vân buồn á, xong cái Vân suy nghĩ, Vân thấy không, người ta ghét mình là có lý do. Người ta dùng những cái lời nói cay nghiệt cho mình là có lý do. Có khi nào bản thân họ, những cái người đó, họ đang gặp những cái vấn đề nào đó không? Họ đang cảm thấy bế tắc, họ đang cảm thấy đau khổ, họ đang cảm thấy không thực sự hạnh phúc, và họ không có một cái gì đó để họ có thể chia sẻ, và họ dùng mình, họ dùng những cái người mà xung quanh hay là những người trên mạng để mà họ có thể nói ra những cái điều mà trong lòng của họ. Đôi khi mình còn cảm thấy mình chia sẻ, mình còn hiểu hơn nữa. Long cảm thấy Vân đọc rất nhiều những tài liệu hoặc là những cái thông tin về Phật giáo, đúng không? Long cảm nhận như vậy, bởi vì là chỉ có những người mà đọc những cái thông tin về Phật giáo nhiều, thì gia đình Long cũng là gia đình Phật tử, cho nên Long nghe thì Long rất là hiểu những cái vấn đề đó. Ở độ tuổi của Long hay là độ tuổi của Vân đi, thì chúng ta nhìn nhận cái sự tích cực nó đơn giản hơn so với cả cái độ tuổi từ khoảng tầm 15 cho đến 25. Với cái độ tuổi mà các bạn còn quá trẻ, mình ngồi đây nói hay lắm, tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. Nên bạn không hiểu. Thế thì nghe nó bị vĩ mô quá.
Thế như thế nào là tích cực và làm thế nào để bản thân tích cực được? Thì Vân có cái tip gì để giúp bản thân có thể tìm kiếm được cái sự tích cực trong một cái mớ hỗn độn tiêu cực đó không? Vân nghĩ vậy nào? Dễ lắm. Mấy bạn dễ lắm, mấy bạn dễ lắm. Bây giờ mấy bạn mà nhỏ nhỏ đúng không? Mấy bạn muốn thấy được cái sự tích cực, mấy bạn muốn cảm thấy được là mấy bạn hạnh phúc, mấy bạn may mắn cỡ nào, hãy đi đến các bệnh viện. Hãy đến đó nhìn những cái người bệnh đó. Và họ đang chống chọi mỗi ngày để họ được sống, họ đang được như mình thôi. Mình sẽ cảm thấy được là nó như thế nào, nó rất là rõ ràng, và nó là một cái ví dụ rất là ai cũng có thể thấy được. Giống như mình đang ở đây, mình đang ngồi nói chuyện với nhau, hay là kể là các bạn đang ngồi nghe, các bạn vẫn sẽ không cảm nhận được cho đến khi đến một cái lúc nào đó mình nhìn thấy được. Mình biết được mình may mắn. Ngày xưa mình đâu biết may mắn, và kể cả bây giờ đôi khi mình không có quý trọng cơ thể của mình, mình không có yêu thương bản thân mình, đúng không? Nhưng mà khi mà mình, đúng không? Vân nghĩ là Long hiểu. Long rất là hiểu, bởi vì là bản thân mình cũng trải qua những cái ngày tháng mà mình nghĩ là mình sẽ không còn sống được lâu. Cách đây khoảng 2 năm thì mọi người đã biết cái câu chuyện đó rồi. Nó đã thay đổi tư duy của Long hoàn toàn. Nếu mà Vân để ý là cái thời điểm mà ngày xưa Long nhú nhăng nhiều hơn, Long cả giỡn hoài, mà kiểu như là bản thân mình cũng là một cái đứa mà kiểu không nghĩ nhiều, cứ vui trước đã, ồn ào trước đã, thích ai là mắng là chửi người ta. Thật, bản thân Long, cả tính của Long còn như vậy đó. Mình không thích ai là mình quay clip mình nói người ta liền. Cho đến khi mà Long bị bệnh, Long biết là bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa. Cái một tuần mà chờ cái kết quả sinh thiết để biết là mình sẽ sống hay mình đã chết, thực sự nó rất là dài. Nó rất là dài, và mình nghĩ rất nhiều trong một tuần đấy. Và đây nó vẫn còn cái vết sẹo này. Đó chính là cái vết sẹo mà Long cảm thấy là vết sẹo nó rất là đẹp. Có thể ai đó nhìn vào thì nói là sao vết sẹo nhìn ghê vậy, nhưng mà đối với Long nó là một cái vết sẹo để chữa lành cái tâm hồn của mình rất là lớn. Hơn một năm nằm ở trên giường bệnh, làm được việc gì ngoài suy nghĩ? Và Long tự hỏi là bản thân mình có đang hạnh phúc không? Lúc đấy á, tâm lý của một người bệnh á, được sống chính là hạnh phúc. Thế có đồng nghĩa với việc là tất cả con người ngoài kia đang hạnh phúc hết không? Đúng không? Bản thân Long chỉ cần được sống thôi. Long không cần một cái điều gì khác cả. Hãy cho tôi cơ hội được sống để có thể làm tất cả những cái việc giúp đỡ người khác. Và Vân có biết không, tại cái khoa Long nằm á, phải 15 người, 16 người một căn phòng bị giống như mình, Long mới thấy là hạnh phúc nó đơn giản thật. Nó chỉ là mình được sống hàng ngày, mình được hít cái không khí này. Và hơn nữa, nó to lớn hơn nữa là mình được giúp đỡ cho bố mình, mẹ mình hay cái gì đó. Và rõ ràng là khi mà mình nhận được cái tờ kết quả trên tay, thì bác sĩ còn nói với Long là ok, chúc mừng em nhé, đây không phải là ung thư, mà đây nó chỉ là u men thôi. Nhưng mà em sẽ bị một cái di chứng, đó chính là mặt em sẽ bị lệch, và miệng em thì có nguy cơ là nó sẽ không phục hồi lại được như cũ nữa. Bằng chứng là so với thằng Long Chun 5 năm trước ấy, thì bây giờ mình ngồi đây miệng mình méo hơn. Nhưng mà thực sự nha, cái này nói không phải để ngụy biện cho cái việc mà ngoại hình mình nó không được ổn như ngày trước, mà thực sự là đôi khi mình tìm thấy những cái vẻ đẹp khác của mình. Và vấn đề là Long luôn tin rằng bản thân mình, kể cả miệng có méo như vậy, mặt nó có bị lệch như vậy, nhưng mà mình vẫn có những cái nét đẹp mà mình tự cảm nhận được cái điều đó. Vân không biết Chun thấy như thế nào, nhưng mà Vân, đối với Vân, Vân thấy bạn rất là truyền cảm hứng. Và Vân là một cái người mà rất theo dõi bạn từ lúc ban đầu luôn á. Là mình xem những video clip của bạn và mình cảm thấy là bạn nghị lực và bạn rất là giỏi, và mình cần học bạn rất là nhiều thứ. Tại vì Vân nghĩ là nếu như mình không trải qua, mình sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác của bạn như thế nào. Sợ hãi, lo lắng, bế tắc và đau khổ. Đâu chứ. Nhưng mà cái điều kinh khủng nữa là một mình nữa. Một mình nữa, chỉ có một mình, cô đơn nữa, và mình phải tự vượt lên chính mình. Nhưng mà sau khi mà vượt qua được tất cả những điều đó, mình mạnh mẽ hơn bao giờ. Hôm nay mình ngồi đây thực sự mình nói với Vân nha. Bây giờ ít có chuyện gì làm cho mình để mà bế tắc hay đau khổ được lắm. Bởi vì cái điều đấy nó đã quá kinh khủng rồi. Đó, thì Long cũng nghĩ như vậy. Vân cũng đã từng có những cái áp lực, vẫn từng vượt qua rất là nhiều những cái chuyện khó khăn. Cho nên bây giờ để cho mình buồn thực sự là không khó. Không dễ phải không Vân? Nói chứ lâu lâu cũng vẫn tình trạng lâu cũng vẫn buồn chứ, nhưng mà mình phải cố gắng mình giữ, mình kéo lên. Đúng rồi. Thì Vân nghĩ nó
tại vì hồi đó Vân có một cái người anh, và anh Vân á nói với lại Vân và tất cả mọi người trong team mà làm việc với Vân á, tại sao mình không nên giữ cái năng lượng tiêu cực, là bởi vì á giống như cái nhà mình là một cái nhà và mình không nên bỏ rác vào nhà mình. Mỗi ngày mình đều phải dọn rác, và đúng là cái mình chỉ cần nói đến đó và những người cùng với Vân và những mọi người xung quanh Vân, mọi người sẽ tự nhiên tự cảm nhận được và thấy đúng rồi, mình phải dọn sạch cái tâm hồn của mình, phải dọn sạch rác ở nhà mình. Cứ mỗi ngày mình cứ bỏ một chút, rồi đến một ngày nhà mình rác không thì còn gì nữa là cái nhà. Cho nên là mình phải biết vứt rác mỗi ngày, vứt rác, dọn dẹp sạch, gọn gàng, sạch sẽ nhà cửa. Vân có cái tip nào mà Vân dọn rác cho có thể chia sẻ được không? Hả? Tip dọn rác không thật? Tại vì nghĩa đen hay là nghĩa không? Long đang hỏi về nghĩa mà Vân đang nói đó. Tại vì ngày trước thì Long cũng có được học một cái khóa học về tâm hồn của một cô giáo người Thái Lan. Thì cũng có những cái cô nói giống Vân lắm. Thì Long mới bất ngờ là không biết là Vân nghe những cái điều đó ở đâu. Cũng là trái tim của chúng ta ấy. Hàng ngày chúng ta hứng chịu những cái điều tiêu cực, để chúng ta tích rác vào đây này, và chúng ta sẽ phải dọn rác. Thì Vân có cái tip nào để cho các bạn ấy có thể ví dụ như là ôm cái nỗi đau đấy này, ôm cái sự tiêu cực đấy, làm nào để nó giải phóng ra, hay là mình chỉ cần đi tìm những cái điều tích cực để triệt tiêu cái điều kia không? Vân nghĩ á, cái điều mà đau đớn của mình, cái điều đau khổ của mình á, nó vẫn sẽ nằm ở đó. Có nhiều người á, mình có như thế nào là mình vẫn thấy đau khổ, vẫn có, nó cứ là một cái nỗi đau mà nó cứ dây dứt đau hoài đó. Nhưng mà hãy dùng những cái điều đó, mình phải hiểu là vì nhờ những cái điều đó mình sẽ thành công hơn. Có thể có nhiều người họ nghĩ là cái đó là cái thất bại của họ, cái đó là cái những điều không đẹp của họ, không tốt của họ. Nhưng hãy nhìn những cái vấn đề đó, hãy để đó và mình hãy cố gắng làm cho nó đẹp hơn. Còn mà những cái mà tiêu cực ở ngoài đến với mình thì mình hãy quên cái điều đó đi, mình hãy rất mình gọi là mình vứt rác. Còn những cái mà những cái nỗi đau mà bản thân bên trong của mình thì hãy biến từ những cái điều không tốt đó nó thành như là kim cương vậy. Giống như mình nói là có những cái nỗi đau mà Vân nghĩ là dù có qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn sẽ luôn nằm ở đó. Nhưng đôi khi cũng nhờ những cái nỗi đau đó nó giúp mình trưởng thành, nó giúp mình mạnh mẽ, nó giúp mình tự nhiên mình cảm thấy là mình biết là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đôi khi cái nỗi đau nó lại dạy cho mình rất là nhiều bài học. Giống như là mình trải qua một cái khoảng thời gian mình cách ly á, mình không được bước ra đường, mình chỉ ở nhà thôi. Thay đổi nhân loại luôn á. Thật sự lúc đó là đối với mình nha, chỉ cần bước ra ngoài đường mình uống một ly cà phê, đối với mình đó là niềm hạnh phúc bất tận. Đúng rồi. Mình chỉ cần tất cả mọi người khỏe mạnh và mình được gặp những người bạn của mình được gặp người thân của mình và mình biết là mọi người còn khỏe thôi, đối với mình đó là hạnh phúc. Đôi khi cái hạnh phúc đó là nằm ở vấn đề như vậy. Nên là Vân nghĩ là hạnh phúc nó sẽ là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Mỗi người trong ai cũng sẽ có những cái tiêu cực. Đôi khi tiêu cực đó nó mỗi ngày mình đều phải có. Nhưng mà mình phải biết cách chuyển hóa, chuyển hóa nó thành một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Và không phải giống như người ta nói đâu, tích cực nhiều có mệt không? Mình không mệt chút nào. Đôi khi cái tích cực đó nó giúp cho mình nuôi dưỡng cái tâm hồn mình, mình phấn chấn và mình làm được nhiều việc tốt hơn. Thật ra cái câu tích cực quá có mệt không á, thì là đương nhiên là ai nghe vào nó cũng thấy nó rất là phi lý. Nhưng mà cái điều mà cái câu nói đó đang muốn hướng đến á, nó chính là cố tỏ ra tích cực. Và thật ra rất nhiều người bị lầm tưởng ở cái chỗ đó. Nhưng lúc nào cũng thể hiện bản thân là vui vẻ với những người khác, nhưng lại ôm cái sự tiêu cực cho chính mình bên trong, đúng không? Long thấy cái điều đó thì nó rất là nguy hiểm. Và thường những cái bạn như vậy á, bạn không phân biệt được đâu là tích cực và đâu là tiêu cực. Các bạn chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ tỏ ra mình vui vẻ với mọi người và mình làm được nhiều việc này việc kia, nhưng rõ ràng những cái điều tiêu cực ở trong bạn ấy vẫn sẽ tồn tại. Thì có cách nào mà để nó thoát ra được khỏi cái điều đấy? Vân nghĩ á, cái vấn đề mà thời điểm dạo gần đây á, mà giới trẻ bị rất là nhiều, đó là những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần mà mọi người bị ảnh hưởng bởi nó rất nhiều. Mình đôi khi mình cứ bị quên bản thân mình không biết tìm cách nào đó để mà mình có mình, tại vì sao khi mà mình có bệnh hay là mình có những cái vấn đề về tâm lý hay gì đó, mình phải cần tìm một người bạn hoặc một người bác sĩ hay bất kỳ một ai đó có thể giải quyết giúp mình, có thể cùng mình để chia sẻ và tìm ra hướng cách giải quyết. Và đôi khi có nhiều bạn, Vân nghĩ là cái mà nghĩ đôi khi không đúng lắm là đôi khi mình cứ luôn giữ trong lòng mình không chia sẻ ra. Đúng. Thì cái đó là cái nó là khiến cho mọi người càng bế tắc hơn. Và thật ra mình không nói ra làm sao ai biết được không mình như ai nào biết không? Để có thể chia sẻ, để đúng, có thể giúp mình vượt qua điều đó. Đôi khi cái hành trình của mình nó rất là khó khăn. Nếu như mà mình chỉ có một mình, đôi khi mình chỉ cần một lời động viên thôi.
cái cuộc sống mình Vân nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần là giống như Long, đôi khi Long rất là buồn, Long rất là bế tắc, nhưng mà Long ở đó Long lại nghĩ là mình có những cái người bạn xung quanh mình, có những người đang giống với mình, chiến đấu cùng với mình. Đúng. Tự nhiên lúc đó nó giúp mình vượt qua. Đúng. Thì Vân nghĩ là nếu như với những cái bạn như vậy á, mình cần phải chia sẻ nhiều hơn. Và niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu mà mình biết chia sẻ. Kể cả cái người mà chia sẻ với mình và kể cả mình là cái người chia sẻ cái câu chuyện của mình, cả hai người đều được. Và mình nghĩ là mình nên chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Hãy quan tâm nhiều đến cái sức khỏe tinh thần của mình sâu bên trong. Long nghĩ đấy là một cái điều rất cần thiết cho các bạn luôn á. Bởi vì là nếu như hàng ngày mà các bạn mình cứ bị hướng nội quá và các bạn giấu những cái điều đó đi và không chia sẻ cho ai cả, dần dần á sẽ rất dễ bị trầm cảm. Bởi vì các bạn ấy phải tự đối mặt với những điều đấy. Cho nên là nếu mà có một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn đang xem 11 giờ 11 phút á, Long hy vọng rằng các bạn gặp bất cứ chuyện gì hãy dám mạnh dạn chia sẻ đi. Chắc chắn là sẽ có những người sẵn sàng nghe câu chuyện của bạn. Chỉ cần khi mà bạn đã chia sẻ ra được thôi là người bạn đã nhẹ đi một nửa rồi. Chứ đừng nói là đi tìm đến cái cách nào giải quyết. Khi mà Long đăng cái story lên Instagram của mình và Long thông báo là số sau sẽ là mời Khánh Vân, thì rất là nhiều fan của Vân vào và gửi cho Long những cái câu hỏi cho chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng mình hãy cùng thử xem những cái câu hỏi của các bạn ý, những cái câu chuyện mà các bạn đang gặp phải và những câu chuyện mà bạn muốn là những anh chị đi trước có thể cho các bạn lời khuyên xem như thế nào nhé. Ok, mình sẽ mở ra nha. Đây, Long đọc nhé. Mỗi lần bạn mình hỏi mình có đang hạnh phúc không thì mình lại vô cùng lúng túng không biết trả lời thế nào. Bên ngoài mình cố tỏ ra là người vui vẻ hạnh phúc, nhưng thực sự mỗi ngày mình đang vất vả với cơm áo gạo tiền. Lúc nào cũng thấp thỏm đít lai dí. Mình tò mò không biết những người đăng hình vui vẻ khoe về cuộc sống sang chảnh trên mạng, họ có đang hạnh phúc không, hay chỉ có mỗi mình phải sống hai mặt thế này thôi. Trời ơi, sao bạn lại cảm giác nhỏ tuổi. Với Vân á, với câu hỏi này á, thì Vân nghĩ như thế này. Không phải chỉ có một mình bạn. Bạn không bao giờ đơn độc với hành trình này hết. Sẽ có rất là nhiều người xung quanh bạn đang phải đối mặt với rất là nhiều thứ, kể cả Vân và Long hay là tất cả những anh chị ekip ngồi đây. Mỗi người đều phải cố gắng cho cái công việc của mình, cho cuộc sống của mình, cho cơm áo gạo tiền. Và ai cũng sẽ có những cái nỗi lòng riêng. Ai cũng sẽ có những cái nỗi buồn như nỗi đau khổ hay gì đó, và mình phải đang cố gắng vượt qua mỗi ngày. Và với bạn á, thì mình không biết bạn đang là ở độ tuổi như thế nào. Có thể là một cái độ tuổi mà trẻ vừa mới ra trường. Long nghĩ là đang, bạn này thì cũng trẻ thôi. Đang đi làm như nhiều. Nhưng mà bạn nghĩ là gì nè? Cái điều này á, bạn nghĩ là bạn đang rất là khó khăn, đang rất là không hạnh phúc, và không biết là mình có đang hạnh phúc hay không. Nhưng giống như hồi nãy Vân với Long đã từng chia sẻ, hãy tìm những cái điều hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mình có một công việc để mình chạy deadline, đối với mình đó là một hạnh phúc rồi. Có nhiều người ở ngoài đang thất việc, đang không có việc làm, và mình nói gì nói, mình có sếp la mình, ok sếp la mình cũng được, nhưng mà cuối tháng mình vẫn trả lương. Là đối với mình đó là hạnh phúc, là vui rồi, đúng không Long? Chứ không phải là mình nghĩ là mình phải, cái cuộc sống nào nó cũng phải vui vẻ như điều mình muốn. Tất cả mọi thứ nó nằm ở cái cảm xúc của mình. Và mình hãy biết rằng á, trên thế giới này có hàng tỷ người, thì mình không bao giờ là cái người mà chỉ có duy nhất mỗi mình là cái người mà không hạnh phúc hay gì đâu. Nhưng mà hãy cố gắng tìm những cái điều hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Còn đối với Long á, thì với cái câu hỏi này á, thì mình cảm thấy là đôi khi á, cuộc sống thì ai cũng khó khăn cả thôi. Ai cũng sẽ phải có lúc này lúc kia, và ai cũng sẽ kiểu như là gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Không có nghĩa là chúng ta cứ gặp vấn đề đó là chúng ta phải đăng hình lên mạng cho cả thế giới thấy là ô, tôi đang khổ, tôi đang đau, tôi đang mệt, tôi đang thế này thế đó. Tại vì thật ra những cái điều tiêu cực á, thì người ta ít đồng cảm với bạn lắm. Bởi vì người ta cũng đang không trải qua được cái điều đấy mà bạn đang nói, và người ta cũng không chứng thực được là bạn có thực sự đang buồn hay không. Còn đối với Long thì hãy cho mọi người thấy là mình vẫn vui vẻ. Tại vì thật ra những cái chuyện gọi là thấp thỏm rồi cơm áo gạo tiền của bạn mình, nói thật là nó đối với mình nó là cái chuyện không phải là quá cực khổ hay là quá đau đớn hay là quá phải dằn vặt gì cả để mà chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều. Thì bạn hãy cố gắng lên, nói chung là mình cố gắng mỗi ngày này, mình tìm kiếm cái sự hạnh phúc như là Vân đã share cho các bạn thử cách này, không cách này thì cách khác chúng ta cũng có thể tìm kiếm được, và chia sẻ những cái điều tích cực đó lên. Còn ai khoe thì kệ họ thôi, mình thích thì mình xem, mà mình không thích thì thôi mình không xem nữa. Chia sẻ cho này, thích lắm, bị mắc bệnh OCD. Ôi vậy hả? Thích cái sự sạch sẽ. Hạnh phúc của Long là sau một ngày làm việc về, mình được bật con robot hút bụi lên, nhìn nó đi, nó hút, ngắm.
phê cực kỳ luôn, thích lắm. Xong rồi bắt đầu là lau bàn. Lau bàn, hỏi trợ lý của Long thì biết, lúc nào thích dọn. Không biết tại sao như thế nha, nhưng mà ví dụ về nhà thấy là buồn bực, ôi mệt mỏi quá, nhưng mà dọn nhà xong phát là hơi phới tinh thần, vui vẻ liền. Xong bắt đầu ngồi chill nghiêm nhi một tách trà, được nghỉ một ngày thì không còn gì bằng. Bởi vì nếu mà kiểm lại thì chắc vẫn như Long thôi, 6 tháng đổ lại đây chưa có một ngày nghỉ nào nha. Chưa có một ngày nào nghỉ đó. Bởi vì mình cũng đang cần xây dựng tương lai của mình nên là mình rất chăm chỉ. Nhưng mà ngày hôm nay là nhân cái buổi nói chuyện này, mình cũng khuyên bạn như thế này. Tự nhiên á, đó mình cũng nghĩ là mình không cần phải nghỉ ngơi, mình cứ phải, giờ mình trẻ mình phải làm việc, mình tranh thủ mình tranh thủ. Nhưng mà mình khuyên bạn là đôi khi đó chỉ là một khoảng thời gian để mà mình dành cho cái thời gian một ngày thôi cũng được nữa. Mình nghỉ ngơi ở nhà để mà mình coi phim, nếu mình ăn cái món mình thích thì mình uống một ly cà phê ngon hay là một cái tách trà thôi. Tại sao mình phải dành cho mình? Đôi khi mình dùng cái cơ thể của mình dùng mình để mình đi làm việc quá nhiều, nhưng đôi khi mình bị quên đi chăm sóc bản thân mình. Vâng, Vân là cái người như vậy. Và ham tiền nữa. thì đúng rồi, ham quá mà đó. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà Vân có một cái người chị, xong cái chị Vân mới nói là sao em cứ lo đi làm miết rồi làm rồi không có lo gì chăm sóc cho bản thân mình hay này kia hết. Mình đôi khi mình phải chăm sóc cho bản thân mình. Chăm sóc cho bản thân cũng là một loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc thì đó, bởi vậy mình mới suy nghĩ là đôi khi mình bị quên, mình đôi khi mình không yêu thương bản thân mình không nhớ nha. Và Vân khuyên Long là phải có những cái điều đó. Nói tóm lại là thực sự ấy, để mà ý thức được việc đấy hay không? Có chứ. Ý thức được cái việc là phải dành thời gian cho bản thân này, phải yêu bản thân, ý thức được. Nhưng nhiều khi là mình vẫn hay bị kiểu cố tình quên nó đi nha. Cố tình quên. Thì ngày hôm nay thì cảm ơn Vân đã chia sẻ những cái điều đấy. Và bởi vì sao, chặng đường của Vân là dài hơn của Long nha. Vân thì nổi tiếng cách đây 5-6 năm rồi. Đó. Đâu có đâu, Vân mới, thiệt ra Vân mới nổi, Vân nghĩ là sau Hậu Hoàng Vũ à? Không, từ hồi siêu mẫu rồi. Siêu mẫu cũng siêu mẫu là nhiều biết rồi. Đó, sau đó thì là Vân làm hoa hậu thì cái chặng đường của Vân nó dài. Còn thực sự để mà nói á, Long chật vật trong nghề thì khoảng hơn 10 năm. Và Long khát khao được làm nghề bao nhiêu. Nhưng mà để mà nổi tiếng hoặc là mọi người biết đến, hoặc là mình có một cái lượng fan của riêng mình thì chỉ mới khoảng 3 năm nay thôi. Cho nên là cái hừng hực khí thế trong Long là nó vẫn đi thua Vân gọi là 3 năm. Đó, cho nên là maybe là khoảng 3 năm nữa, bắt đầu khi mà quá rụng rời rồi, bắt đầu mình nghĩ là không, mình bắt đầu mình phải, nó như kiểu là tuổi nghề đó. Thế à? Trời ơi, nói vậy sao như ủa gì vậy sao mà nói. Ê, chúng mình cùng một xuất phát điểm, nhưng mà Vân là gọi là chịu áp lực trước này, rồi tất cả mọi thứ nó đến trước này. Ok, bây giờ mình thử đến với một lá thư nữa nhé. Đừng có hỏi chung chung nha, sợ nhất hỏi chung chung đấy. Em nghĩ mình là người không biết hạnh phúc là gì. Nghe có vẻ bi quan, nhưng em rất bất mãn với cuộc đời. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, đi học thì bị bắt nạt, đi làm thì bị chèn ép, yêu đương thì không đâu vào đâu. Dường như mọi khía cạnh trong đời em đều khổ. Nhiều lúc em muốn ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Quá tiêu cực, tiêu cực quá. Đầy dậy tiêu cực, nhưng mà cũng có lý do để tiêu cực. Đây nhá, Vân ơi, trước khi trả lời bức thư này cho Long hỏi Vân một cái nhá. Là có phải rõ ràng khi mà người ta nhận được một sự tiêu cực, một cái điều tiêu cực đến, không sao. Hai cái điều tiêu cực đến, bắt đầu hơi sao một tí. Ba cái điều tiêu cực đến, bắt đầu người ta luôn nghĩ về những điều tiêu cực đấy và nó sẽ luôn luôn đến. Đó là gọi là luật hấp dẫn. Vân có cảm thấy như thế không? Ý là khi mà nó tiêu cực là nó sẽ có nhiều cái... Đại khái như một người mà suốt ngày bảo tôi xui lắm bà, là họ xui hoài. Ê, cái này hình như có đó nha. Có mà. Đó là tín hiệu thông điệp từ vũ trụ đó. Tôi xui lắm, tôi đen lắm, tôi làm gì xui hết là sẽ xui. Còn Vân thấy không, những cái người mà luôn là không được nha, tôi là sang năm mà tôi phải bất động sản những cái đó khác, là họ sẽ tích cực. Thì bạn này đang bị một cái tình huống đi như thế, có nghĩa là đi học thì bị bắt nạt này, đi làm bị chén ép này, yêu đương thì bị thế này thế nọ thế trai này, mọi thứ bên cạnh bạn đều khổ, và hiện tại bạn ấy cũng đang nghĩ là bạn ấy sẽ khổ, đang khổ và sẽ khổ. Sao bạn không nghĩ là những cái này đôi khi nó là thử thách để giúp cho bạn có một cái cuộc sống đôi khi may mắn hơn và thành công hơn sao ta? Long cũng nghĩ thế, Long nghĩ là đây là những cái điều mà bạn cần nghe. Giống như Vân á, Vân nghĩ là Vân đi thi rất là nhiều cuộc thi, nhưng phải đến bao nhiêu cuộc thi Vân mới thành công. Đúng. Mình phải trải qua rất là nhiều khó khăn, thất bại, đau khổ, và cái lúc mà mình hừng nhất, mình chiến đấu nhất, cuối cùng mình thi mình rớt á. Nhưng mà mình nghĩ những cái điều đó, Vân nghĩ như là Long, có một cái điều này mà Vân nghĩ Vân nói cũng rất là nhiều lần. Hãy cố gắng đến tận cùng luôn.
cố gắng đến khi nào mà không thể cố gắng nữa, nhưng mà hãy cố gắng hết sức đi. Tự cái giới nhiên, hạn của con người nó dã man lắm, dã man không bao lắm. Giờ mà ngừng được những cái đó. Và Long biết như thế nào không? Và đến một ngày tự nhiên bạn sẽ nhận được một cái món quà xứng đáng với những điều bạn cố gắng. Mình tin đó. Mình tin và mình cũng đã mình được bạn, rồi. Bạn đã làm nghề mười mấy năm. Không thể nổi tiếng được, vào đây học xong thất nghiệp đi chạy Grab, đi chạy Uber rồi đi làm quán bar, không có tiền quay về Hà Nội bán hàng online, không ai mua, bán hàng online phải nghĩ ra content làm thì tự nhiên nổi tiếng. Đó, mà nổi tiếng xong cũng không bán được hàng online. Đó, có nghĩa là đôi khi á mọi thứ nó đến với mình á và mình chối bỏ nó và mình dừng lại luôn thì mình thực sự là mình chỉ biết là mình sẽ dừng lại và mình ở đó thôi, nhưng mà không, họ không biết là nếu như mình cứ đi tiếp thì có cái gì ở phía trước. Với lại hồi đó đó Vân có người bạn nói Vân vậy nè, lúc mà trong cái khoảng thời gian mà Vân bế tắc, mà Vân không có biết làm gì, không yêu đương, không công việc, rồi mình cảm thấy mình đang bị chông chênh, cũng cảm giác như bạn này nè. Thì bạn mình nói vậy nè, cứ làm đi, làm đại đi, cũng có cái gọi là thất bại. Hay cứ yêu đi, cũng có cái gọi là đau khổ. Chứ còn hơn là cuộc sống mì nhạt tới mức không có gì hết trơn để người ta nói. Không, cái đó mình sẽ rất là tiếc á Long. Nếu như mà mình bị trôi qua cái khoảng thời gian đó, sau này giống như mình bây giờ, đôi khi mình nghĩ là có nhiều thời điểm sao mình tiếc ghê á, mình không quậy hơn hay là mình không làm một cái gì đó đột phá để bây giờ mình có những cái kỷ niệm để mình nói về nha. Đôi khi á có những cái biến cố hay là những cái khó khăn đến với mình, nhưng đôi khi nó lại là những cái mà nó giúp cho mình tốt hơn. Chứ anh nghĩ là những cái việc này bị chèn ép, yêu đương rồi không có thằng này có thằng khác em ạ. Anh xin lỗi phải nói câu đấy, nhưng mà không đứa này đứa khác em ơi. Mọi khía cạnh trong đời em đều đau khổ. Khía cạnh nào, đau khổ như nào, mà đến mức độ mà phải ngủ một giấc mà không tỉnh dậy nữa, rồi ba mẹ ai lo, rồi người này người kia ai lo. Áp lực thế thôi, buồn thì buồn thế thôi, khóc một ngày thôi, hôm sau đứng dậy mà đi tiếp ha. Chứ còn nếu mà vì mỗi dăm ba cái chuyện này mà đòi chết là bất hiếu đi. Đúng bất rồi. Hiếu lắm, không được như thế đâu. Mình nói thì nói chứ mình dễ thương ba mẹ mình thật là nhiều. Đúng rồi, nghĩ đến ba mẹ là không dám chết luôn. Thật sự, mình giống như bây giờ mình nói mình thương ba mẹ mình đi, nhưng mà mình vẫn chưa bao giờ mình hiểu được là mình thương nhiều như thế nào cho đến ngày mà mình có con. Sau này mình có con mình mới hiểu được nỗi lòng của ba mẹ. Thì bây giờ đôi khi là mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, hay là đôi khi có những lúc mình nóng giận hay này cái đó, mình áp lực bởi cuộc sống, áp lực bởi xung quanh. Mình mắng cha, mắng mẹ, mình hay dùng cái từ sức nặng của lời nói. Sau này mình sẽ bị rất là hối hận. Bị rất là hối hận về những điều mình đã làm á. Tôi hối hận rồi nè. Đó. Tại ba Long mất rồi. Mà trước khi ba Long mất á, Long ghét ông lắm. Long ghét mà thù nhiều thứ này kia nọ khác lắm. Cho nên bây giờ á, muốn có cơ hội đâu được. Hối tiếc muộn màng không kịp. Và các bạn ơi, làm ơn đừng để đến lúc mất đi rồi mới như mình. Mà con người lạ lùng lắm, thường vậy á. Nhưng mà ngày hôm nay Long biết được là Long đã trả hiếu cho ba Long ở điểm nào không? Vì Long là một người mà có ích cho xã hội. Và Long là một người mà truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Và bây giờ Long hiểu được như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Và Long hối hận với những điều mà đã qua. Rất là hối hận. Cho nên đó là cái điều mà Vân nghĩ là ba của Long vẫn đã cảm nhận được những điều mà Long cố gắng cho ngày hôm nay. Và Long tin rằng là được như ngày hôm nay cũng là do ba luôn ở bên cạnh mình để mà chỉ đường dẫn lối cho mình. Và thực sự những cái điều đó nó rất là trân quý. Long cũng chỉ muốn nói là những người nào mà đang làm con á, mà vẫn còn ba còn mẹ của mình, thì cái sự hạnh phúc của mình á, mình hãy đặt để đúng nơi đúng chỗ. Đôi khi một câu con yêu mẹ, con yêu bố không ai dám nói hết á. Nhưng mà thử nói đi, nói được một lần là sẽ nói được nhiều lần. Vân có bao giờ nói con yêu mẹ, con yêu ba không? Trời, nói hoài mà nhà Vân hạnh phúc lắm á. Mình cảm thấy vui. Đôi khi giống như là mình hay nói về những cái về yêu thương. Mọi người hay nói mình gì yêu thương gì xến xúa, yêu thương một cái. Nhưng mà không hề dễ dàng để mình yêu thương nha Long. Vân nghĩ là Long sẽ hiểu. Khó chứ. Mình để mà yêu thương một ai đó, để mà mình dùng cái tình cảm của mình rất là khó. Nhưng mà làm thế nào để lúc nào mình cũng yêu thương. Cái yêu thương đó nó xuất phát từ rất là nhiều thứ. Yêu thương, trong yêu thương nó có vị tha, nó có tha thứ, nó có hy sinh, nó có bao dung, nó có rất là nhiều những cái gọi là những cái tốt đẹp. Và nó gom lại thành chữ yêu thương. Và nếu như mà mình có yêu thương, tự nhiên cuộc sống mình sẽ có rất là nhiều hạnh phúc. Yêu thương càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn. Nó vậy thôi. Và đôi khi là những cái bạn trẻ bây giờ, đôi khi các bạn quên đi nói lời yêu thương gia đình của mình, yêu thương cha mẹ của mình, yêu thương những người xung quanh mình. Cứ luôn nghĩ là cái điều đó sến, nhưng mà
không có sến đâu, không có sến đâu. Cái đó Long học xong cái khóa học chữa lành tâm hồn là Long về Long nói được với những người thân của Long là Long yêu họ rất là nhiều đó. Chứ trước là kiểu bị kiểu chết rồi sao được, ngại lắm. Thì Long cũng muốn chia sẻ với các bạn là như thế. Lời nói ra có thể khó nhưng mà hãy tập đi, nói được mà. Nhưng mà rõ ràng là cái hành trình để mà đi tìm hạnh phúc cuối cùng á, đích đến của nó thì cũng khá là mất thời gian đúng không? Đâu có ai mà sinh ra mà biết cách luôn để tìm hạnh phúc. Nhưng mà Long tin rằng khi mà xem cái podcast này 11 giờ 11 phút ấy, thì sau khi mà nghe những cái chia sẻ của chúng mình, Long cũng xin nhấn mạnh lại những cái chia sẻ này hoàn toàn là những cái góc nhìn từ góc độ cá nhân của Long và Vân thôi. Nó có thể đúng hoặc không đúng với những ai đó ngoài kia, thì Long hy vọng rằng nếu như mà ai đó còn đang bế tắc và không biết cái cách làm như thế nào để hạnh phúc, thì biết đâu chúng ta tìm được những cái điểm chung, chúng ta tìm được một cái sự giải thoát nào đó trong những cái mớ cảm xúc hỗn độn của chúng ta, thì Long nghĩ đó cũng là một cái điều tốt. Đúng rồi, Vân nghĩ là hãy chia sẻ nhiều hơn, mình hãy cố gắng mình nuôi dưỡng một cái tâm hồn, một cái trái tim và một cái tinh thần làm sao đó để cho mà mọi thứ khi mà mình tích cực, mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mọi cái công việc xung quanh mình và kể cả việc may mắn sẽ đến với mình. Và đừng bao giờ bi quan hay là mình nghĩ những cái điều mà bế tắc, tất cả mọi thứ nó đều sẽ có cái vấn, mình vẫn có thể sẽ giải quyết được. Gì cũng vậy, mình vẫn sẽ có lối thoát. Và hơn bao giờ hết thì người ta hay nói là làm gì làm, dù có thất bại hay dù có như thế nào thì mình vẫn còn có cơ hội gọi là ngày mai. Cho nên là nếu một ngày mình thức dậy, mình hãy chiến đấu về điều đó. Ngày hôm nay thì gửi lời cảm ơn đến Long Jun và chương trình 11 giờ 11 phút. Và không quên gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả khi mà xem chương trình này sẽ có thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho Long Jun cũng như chương trình 11 giờ 11 phút. Cảm ơn Khánh Vân rất là nhiều và cảm ơn Khánh Vân hôm nay đã ngồi ở đây để cùng Long để chia sẻ đến những cái góc nhìn cá nhân của mình cho các bạn. Và các bạn thân mến, nếu các bạn có câu chuyện gì thì hãy để lại cho mình ở dưới phần bình luận và đừng quên ấn nút subscribe kênh Long Jun Official để các bạn sẽ là một trong những người đầu tiên xem được số podcast tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hay quá vậy? Quá hay luôn.